Bộ Quốc phòng Armenia cho biết, 4 quân nhân nước này đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ pháo kích nhằm vào các ngôi làng biên giới nước này từ phía Azerbaijan. Nước này cũng cáo buộc Azerbaijan tập trung lực lượng gần biên giới và tấn công các vị trí của nước này bằng máy bay không người lái, súng cối và một số loại vũ khí nhỏ khác. Về phía Azerbaijan, nước này lại cáo buộc Armenia dùng máy bay không người lái tấn công các vị trí quân đội dọc biên giới, khiến 3 quân nhân bị thương, bác bỏ việc tập hợp lực lượng gần biên giới Armenia, đồng thời cho biết đã tiến hành các biện pháp trả đũa. Cuộc đụng độ vũ trang diễn ra sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang trong bối cảnh các hành lang nhân đạo vào khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh bị đóng cửa trong nhiều tháng, bất chấp những lời kêu gọi mở cửa của Nga, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mizoyan kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực hơn nữa lên Azerbaijan về vấn đề này. Tôi ở đây để tìm kiếm sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc duy trì triển vọng đạt được hòa bình, cũng như ổn định công bằng và toàn diện trong khu vực. Những vấn đề nhân đạo ở Nagorno-Karabakh cần được giải quyết với sự can thiệp mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế để không dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với người dân. Tuy nhiên, phía Azerbaijan bác bỏ các cáo buộc từ phía Armenia, khẳng định lãnh thổ Nagorno-Karabakh là lãnh thổ được quốc tế công nhận của Azerbaijan và những người dân tộc Armenia sống ở đó được coi là cư dân của Azerbaijan. Căng thẳng giữa hai quốc gia từng thuộc Liên Xô cũng ngay lập tức khiến mối quan hệ nồng ấm một thời giữa Armenia và Nga trở nên xấu hơn. Bộ Ngoại giao Armenia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để giải quyết tình hình và duy trì hòa bình trong khu vực.